Hay không lấp mà để phơi khô có nghĩa là tất nhiên là cũng như nước Malaysia đó, là tất nhiên là như cái nước mấy cái nước mà như Ấn Độ vừa qua đó là có khi nó không lấp đó, nó thảy thí 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 nó lấp 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 ít ít đó, chứ nó đâu có chôn. Rồi nó luyện dưới sông nó từ từ nó trôi cũng như mà khô con khô vậy đó, là không lấp mà để phơi khô đó, là đã có rồi, đã có chiếu lên mạ vô tiếng mình coi rồi, cái đó là nó ăn vào ứng vào điềm đó rồi, không lấp mà để phơi khô đó. Là không nước mà uống là tất nhiên là thảy xuống sông rồi sao dám uống nước. Xuống sông dơ vậy sao dám uống, có ai mà thay ma với sông mà dám uống không? Bởi vì trong nước mà uống là Nam Mô chỗ nào hả? Nam mô đạo nào là tất nhiên không có đạo nào mà người tới đó thấy ghê hồn khiếp vía, kể từ đây rồi nhắn nhủ cùng ai chớ gọi trách thầy, mùa hạ năm dê chưa nữa nữa từng hoàng mái tạo cũng lần xây. Thì tất nhiên bây giờ từng hoàng này nó xây chuyển rồi, lần xây và bá tánh hiểu chân thầy, ai mà cũng như bây giờ ai cũng tưởng nhớ đến thầy hết, túc hoạn nạn ai cũng tưởng nhớ đến thầy hết, phải không cho Phú? Bây giờ mới biết nhớ đến thầy tưởng Phật, gán tích tâm trì niệm Di Đà thì là Phật rước mà về Tây Quy. Xác ta lại bỏ lại vị thầy về mà chư Phật mà vị thầy khỏe thắng, chứ nó đi về thành Phật đâu đem xác theo được châu Phú. Gán lo tu, gán công tu đang xem nhiều phép lạ của thần tiên trừ lũ hung đồ, là lụa là những liễu tấu xô. Anh chào Châu Phú. Cảm ơn đa tạ chị Mai Loan là giúp đỡ cho được cái buổi mùa thất nhạc này cho nó qua. Hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến khi khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Thì chị làm như vậy thì công đức rất là vô lượng, và chúc cho gia đình của chị được gặp nhiều sức khỏe, lo tu hành tinh tấn đạo pháp, trau dồi để tiến tới để đến ngày dự hội Long Hoa gặp thầy tổ. Nam mô Di Đà Phật. Rồi, cưng đọc lên đi. Câu này quá ngặt, cơ quyền quá thâm sâu, có nghĩa là đức thầy ông cũng nói quá thâm sâu. Đến 1939 tại Hòa Hảo, làng Hòa Hảo, đức thầy đã ra một cái bản thi thơ là thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô, thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống Nam Mô đạo nào. Có nghĩa là tất nhiên là đức thầy ổng nói là sau này con người chết vô số kể,
chết cũng như là chết lớp đau chết kể ô vô số, thêm tà ma yêu quái chặt đường, đổi hồng trần xem thấy hỏi ôi. Nó sầu bá tánh quá nơi kêu cách thì tất nhiên là 3 năm, tất nhiên là nghĩa là trong 3 năm khổ sầu, 3 năm khổ sầu chúng ta buồn rầu hoài ở trong nhà, không đi đến thăm bạn bè được, bà con cũng không đi tới được, anh em cũng gặp mặt không chào hỏi với nhau, đám giỗ cũng không kế bên nhà cũng không qua ăn được. Tất nhiên là đám giỗ nhà ai mới ăn, có nghĩa là đi chợ thì coi như chợ không nhóm đó, hiện tại giờ là chợ không nhóm, thành ra nên cái câu này nó cũng ứng nghiệm và ứng cái điềm đó, là cái điềm trời là đã ứng điềm cái lời của thầy mình nói. Dạ vậy thì nhà không người ở, niệm nhiều Nam Mô là sao nó? Nhà tất nhiên là không người ở là tất nhiên hiện tại giờ đi ngoài đường nó là vắng tanh, như là tất cả như cái chùa Bà Đanh không ai đi ngoài lộ, không ai đến ai, không ai viếng thăm ai, có nghĩa là nhà người nào cũng đóng cửa ở trong nhà, là ý chỉ của Đức Thầy là kêu là đóng cửa nhà lại, là lo kiểm điểm mình, rồi lo cúng lại, rồi lo ngồi sắp bằng lại như kiểu là nút, rồi lo niệm Phật. Đó là tất nhiên người nào cũng sắp bằng lại là ngồi niệm Phật, là niệm nhiều Nam Mô. Alo mày, mày là Tắc Ca. Cái câu thay không lấp mà để phơi khô là sao nó? Thay không lấp mà để phơi khô có nghĩa là tất nhiên là cũng như nước Malaysia đó, là tất nhiên là với cái nước, mấy cái nước mà như Ấn Độ vừa qua đó. Dạ là có khi nó không lấp đó, nó thảy thí nó lấp ít ít đó, chứ nó đâu có chôn. Rồi nó liện dưới sông nó từ từ nó trôi, cũng như mà khô, con khô vậy đó, là không lấp mà để phơi khô đó, là đã có rồi, đã có chiếu lên mạ vô tiếng mình coi rồi, cái đó là nó ăn vào ứng vào điểm đó rồi, không lấp mà để phơi khô đó. Là không nước mà uống, là tất nhiên là thảy xuống sông rồi sao dám uống nước. Rồi đúng rồi, hay quá ha. Xuống sông dơ vậy sao dám uống, có ai mà thay ma với sông mà dám uống không? Bởi vì trong nước mà uống là Nam Mô chỗ nào hả? Nam Mô đạo nào, là tất nhiên không có đạo nào mà tới đó thấy ghê hồn kiếp vía, kể từ đây rồi nhắn ngủ cùng ai chớ gọi chết thầy, mùa hạ năm dê chưa nữa nữa, từng hoàng mái tạo cũng lần xây. Thì tất nhiên bây giờ từng quần này nó xây chuyển rồi, lần xây rồi bá tánh hiểu chân thầy, ai mà cũng như bây giờ ai cũng tưởng nhớ đến thầy hết, túc hoạn nạn ai cũng tưởng nhớ đến thầy hết, phải không Châu Phú? Dạ phải vậy. Bây giờ mới biết chậm, bây giờ mới biết nhớ đến thầy tưởng Phật, gán tích tâm trì niệm Di Đà thì là Phật rước mà về Tây Quy, xác ta lại bỏ lại vị thầy, về mà chư Phật mà vị thầy khỏe thắng, chứ nó đi về thành Phật đâu đem xác theo được Châu Phú. Dạ bởi vậy gán lo tu, gán công tu đang xem nhiều phép lạ của thằng tiên trừ lũ hung đồ. Như vậy đó, qua cái video này nó có lời nào khuyên gửi đến bà con không anh Út? Thì Nam Mô Di Đà Phật khuyên tất cả gần xa, đông tây, tất cả trong nước và ngoài nước gán lo tu trì, ai cũng vậy, mang sát phàm phu này phải gán lo tu và niệm Phật. Hiện tại bây giờ mùa màng thất ngặt, ai kinh tế cũng khó khăn eo hẹp, thì trốn ở trong nhà không, người nào cũng eo túng, thì tất nhiên là sột nhà sau, lũ nhỏ vét nồi, ông chồng quần áo rách tả tơi, bầy con ngơ ngác đòi xôi bữa, lũ nhỏ dành nhau lắng chỗ ngồi, cua đũa mèo mung ngờ chủ thảo, muốn chơi chó dện tưởng cho mồi, làm than đói khó gì tai ách, hỡi kẻ sang giàu cứu nạn trôi,
Đó thì cái lời kêu gọi của thầy là đến chu kỳ khổ nạn thì tất cả người sang giàu phải dính cho người nghèo. Đó là nó mới cứu, mới giúp cho cái xã hội của mình cho nó được là no cơm ấm áo, người lá đầm lá lành là đùm lá gách. Cái đời này là như vậy nó mới đúng, chứ ôm một mình ăn thì coi như là sau này cũng không có còn tồn tại. Giả sử như hồi lúc đó thì cầm tiền cũng đâu có ăn được đâu, đến chừng nữa mình hưởng được cái đức mà thôi. Đức tấn tài thiên hữu dụng, mà tài không có thể thắng đức được đâu. Đó thì câu đó đó thì coi như mình phải tạo công đức giúp đỡ người nhân dân nghèo, thấy trước mắt thì mình phải ra tay cứu vớt, đuôi mù mà đi điên đi thì tất nhiên mình phải cứu. Thì tất cả trong nước ngoài nước, tất cả anh chị em gần xa có cái lời là để nhắn nhủ cùng ai rồi khắp mấy lời. Từ đây gian giặc khắp nơi nơi, gán lo tu niệm trở về Phật cảnh, sau này mới được là được dự hội là Long Hoa, làm bồi công lập đức vậy mà. Đó thì tưởng trong lòng của mình là cầu trời khẩn Phật, từ đây giái cho bá tánh đông tây khỏe liền. Thì người nào cũng gán khẩn cầu một nén nhang lòng, hương lòng, chứ đừng có kiểu mà như là thấy đó rồi không có cầu nguyện. Còn như sẵn đây hôm nay nói luôn, những cái người nào mà ngày xưa cũng như là biết chữ Châu Phú, những người biết chữ mà mình phải viết cái chữ nào cho nó được là có văn hoa cho người đời người ta tôn kính, là sau này nó có cái phước đức vô lượng. Giả sử như ai biết chữ mà viết cái chữ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà viết cái kinh hay cái pháp, biết cái gì đó thì viết kinh pháp ra để truyền bá là có phước đức. Còn những người nào mà viết tục tiểu chữ mắng là tất nhiên mấy người đó sau này là bị trời đài hành hạ, là người quê dốt, rồi tất nhiên là nhiều khi là cùi đuôi sụi bại nữa. Tại vì mình nghĩ mình biết chữ mà mình viết là không có để mà truyền bá để cho đời. Mình viết là tất nhiên là mình viết như vậy, chuyện tốt mình không viết, mình viết chuyện xấu là tất nhiên sau này là phạt đài mình. Yêu cầu những người biết chữ là tất nhiên là viết chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ biết kinh sách thì viết chia sẻ lên, nó người ta tu được thì mình nhờ. Còn như người ta thấy cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, ta niệm Nam Mô Di Đà Phật đường tiếng là mình có phước ở chỗng đó, hiểu không Châu Phú? Dạ hay quá rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật. Chúc Nam Mô Di Đà Phật. Thì qua video này em cũng chúc cho gia đình của anh Út có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui để mà tinh tấn tu hành nha. Nam Mô Di Đà Phật. Bye bye Châu Phú. Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý vị, thì qua video này Châu Phú cũng chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã có lòng mà hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn trong cái mùa dịch này. Châu Phú xin kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé.